Trong một loạt các bản tự thu âm ngẫu nhiên vào thứ Ba, ngày 10 tháng 8 năm 2021, Ngài Thanh Hải Vô Thường Sư kính yêu nhất truyền đạt thông điệp chân thành đến thế giới với mối quan tâm sâu sắc nhất về việc địa cầu chúng ta hiện đã đi tới tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Xin mọi người, xin đừng cứ ngồi đó ăn thịt động vật và uống rượu như thường lệ. Có quá nhiều người chết. Xin hãy nương náu trong lòng khoan dung và tha thứ bao la của Thượng Đế. Xin hãy nương náu nơi bản chất nhân từ của chính mình. Xin hãy chuyển sang lối dinh dưỡng thuần chay để cứu sinh mạng quý vị, sinh mạng con cái quý vị và sinh mạng mọi chúng sinh khác sống trên địa cầu này. Thật vậy. Xin hãy tỉnh dậy. Xin hãy đánh thức bản chất ánh sáng Thượng Đế bên trong mình. Hãy có lòng thương xót nếu chúng ta muốn được thương xót. Tất cả chúng ta đang gặp nguy hiểm. Xin hãy thức tỉnh. Xin hãy cầu nguyện. Xin hãy ăn thuần chay. Quý vị chỉ cần làm bấy nhiêu thôi. Hãy ăn thuần chay, tạo hòa bình. Hãy cầu nguyện sự bảo hộ từ thiên đàng cao nhất có thể. Từ thiên đàng cao nhất. Xin hãy cầu được khoan dung. Xin hãy thức tỉnh. Xin hãy ăn thuần chay, tạo hòa bình. Xin hãy ăn thuần chay, tạo hòa bình. Năng lượng nhân từ của lối dinh dưỡng thuần chay sẽ giữ quý vị an toàn, giữ gia đình quý vị an toàn, giữ thế giới chúng ta an toàn. Xin hãy ăn thuần chay, tạo hòa bình. Xin hãy ăn thuần chay, tạo hòa bình. Biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng, lan rộng và ngày càng nặng nề. Đó là theo báo cáo tàn phá khủng khiếp từ Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, cảnh báo rằng nhiều tác động do con người gây ra bây giờ không thể đảo ngược. Báo cáo dài nhất từ trước đến nay trên thế giới về biến đổi khí hậu. Các chuyên gia môi trường gọi báo cáo này là hồi chuông cảnh tỉnh lớn để các chính phủ cắt giảm lượng khí thải. Bản báo cáo thực sự là một tín hiệu cảnh báo lớn đối với các nhà lãnh đạo thế giới. Ủy ban khí hậu của Liên Hiệp Quốc dự báo những thập kỷ tới sẽ mang thêm nhiều sự kiện thời tiết khắc nghiệt hơn như lũ lụt và cháy rừng đã được thấy trong những tuần qua. Tác giả bản báo cáo còn nói rằng đây là nhắc nhở thực tế cuối cùng. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc gọi những phát hiện này là mã đỏ khẩn cấp đối với nhân loại. Chúng ta không còn thời gian nữa. Bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Xin hãy ăn thuần chay. Tạo hòa bình. Cầu xin Thượng Đế ban phước cho thế giới chúng ta. Lối dinh dưỡng thuần chay sẽ thay đổi khí hậu, trở thành tốt hơn. Lối dinh dưỡng thuần chay sẽ ngừng hầm nóng toàn cầu. Lối dinh dưỡng thuần chay sẽ cắt khí mê tan. Và khí mê tan là động lực thúc đẩy phía sau, làm tăng tốc biến đổi khí hậu. Nhưng khí mê tan sẽ phân tán, nhanh chóng ra khỏi khí quyển. Do đó địa cầu sẽ nhanh chóng mát lại, thay vì tập trung vào CO2. Vì CO2 sẽ trở lại rất lâu, rất lâu, rất lâu, hàng trăm năm trong bầu khí quyển, cho nên hãy cắt khí mê tan bằng cách thực hiện lối dinh dưỡng thuần chay, thì địa cầu chúng ta cũng sẽ mát đi nhanh chóng, nói theo cách khoa học. Xin hãy ăn thuần chay và tạo hòa bình. Xin quý vị hãy đọc, tham khảo sách Từ Khủng Hoảng đến Hòa Bình. Tải xuống miễn phí từ suprememastertv.com. Từ Khủng Hoảng đến Hòa Bình. Xin hãy ăn thuần chay. Tạo hòa bình.
vì tình thương Thượng Đế, vì tình thương đối với nhân loại, vì tình thương đối với mọi chúng sinh, loài vật trên địa cầu này. Xin hãy lái thuyền vào vùng biển an toàn. Thuận Chai là vùng biển an toàn của quý vị ngay lúc này khi dòng bão trong cơn biển động. Xin hãy ăn Thuận Chai tạo hòa bình. Năng lượng nhân từ, không giết chóc, bất bạo động của lối dinh dưỡng Thuận Chai sẽ thay đổi khí hậu, sẽ thay đổi bầu không khí, sẽ tạo một vòng bảo vệ quanh quý vị và mọi người khác. Xin hãy ăn Thuận Chai. Cảm ơn quý vị, thương quý vị và Thượng Đế gia ân quý vị. Kính thưa Sư Phụ Từ Bi Nhất, chúng con xin cùng Ngài thúc giục toàn thế giới hãy lập tức thức tỉnh vì tình trạng nguy cấp của địa cầu chúng ta hiện đang đối diện với điểm không thể vãn hồi. Cầu mong tất cả nhân loại chúng ta, những chúng sinh nhân từ, chúng ta thật sự là vậy, ăn Thuận Chai, và cầu xin các cõi thiên đàng hãy khoan dung. Đây là dây cứu hộ duy nhất còn lại cho chúng ta bây giờ. Xin chúc Sư Phụ kính yêu được an toàn, sức khỏe tốt nhất và tâm hồn bình an trong sự bảo vệ hiện từ của tất cả các vị thiên đế đại lượng.